xe tải vượt đèn đỏ tông hàng loạt phương tiện, một phụ nữ mang thai tử vong. Vụ cháy quán karaoke An Phú, một nạn nhân được bảo hiểm bồi thường 2,4 tỷ đồng. Thông tin mới về vụ khống chế vợ chủ tịch huyện ở Đắk Lắk cướp tài sản. Cô phóng viên phụ trách chuyên mục nét đẹp đời thường về Cù Lao Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ gặp gỡ anh Trần Minh Trung, người đã dành cả thanh xuân tình nguyện vá đường xây cầu, nối nhịp bờ vui ở vùng quê sông nước xứ Tây Đô. Xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Quý vị vừa đến với những tin tức đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, cứ vào mùa nước nổi, miền Tây Nam Bộ lại cuốn hút du khách hơn so với mùa khô. Dù vẫn là vẻ đẹp thanh bình, vẫn là cảnh sắc thiên nhiên trù phú, vẫn là ẩm thực phong phú, đa dạng, dân dã cùng bà con mến khách thân thiện, nhưng cứ bước vào thời điểm mùa nước nổi, miền Tây lại trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn hơn bao giờ hết với muôn vàn điều lý thú. Và những thông tin liên quan đến du lịch tại các tỉnh thành như là An Giang và Cần Thơ sẽ mở đầu bản tin ngày hôm nay của chúng tôi, với hy vọng sẽ phần nào giúp cho tất cả quý vị khám phá về vẻ đẹp vô cùng độc đáo của miền Tây Nam Bộ. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Quý vị thân mến, mở đầu tin nóng ngày hôm nay là thông tin về một giải đua xuồng vô cùng độc đáo ở miền Tây. Cụ thể thì ngày hôm qua ngày 22 tháng 10 trên cánh đồng mùa nước nổi ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đã diễn ra giải đua xuồng lần thứ nhất năm 2022 với sự tham gia tranh tài của 40 đội đua bao gồm cả nam và nữ. Vì đây là lần đầu tiên giải đua xuồng được tổ chức với quy mô lớn trên cánh đồng mùa nước nổi, vì thế được người dân và du khách gần xa chờ đợi. Các vận động viên cũng hào hứng chờ đến lượt trổ tài bơi xuồng vốn rất thân thuộc trong đời sống hàng ngày. Tham gia giải đấu có 40 đội đua đến từ các xã Bình Mỹ, Bình Thủy, Bình Chánh, Bình Long, huyện Đoàn Châu Phú, hội nông dân huyện. Trong đó có 4 xuồng đua 6 người, 18 xuồng đua đôi nam nữ và 18 xuồng đua đôi nam. Giải đua xuồng mùa nước nổi được tổ chức lần đầu tiên gắn với nét sinh hoạt vùng sông nước của người dân miền Tây, nên đã thu hút đông đảo người dân xã Bình Mỹ, các xã lân cận và người dân ngoài huyện đến xem cổ vũ các đội đua. Kết thúc giải đấu ở hạng mục xuồng đua 6 người, đội Bình Thủy 2 đạt giải nhất, đội Hội Nông Dân huyện đạt giải nhì. Hạng mục đua đôi nam, đội đua Bình Thành 2, xã Bình Mỹ đạt giải nhất, đội đua Bình Trung, xã Bình Mỹ đạt giải nhì. Hạng mục đua đôi nam nữ, đội đua Bình Thành 1, xã Bình Mỹ đạt giải nhất, đội đua Bình Thành, xã Bình Chánh đạt giải nhì. Giải đua xuồng mùa nước nổi ở xã Bình Mỹ lần thứ nhất được tổ chức nhằm khuyến khích phong trào thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân phát triển, đồng thời tạo không khí vui tươi phấn khởi hướng đến kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang. Và cũng trong ngày hôm qua 22 tháng 10, lễ hội ẩm thực 1.000 món ngon xưa và nay đã khai mạc tại làng du lịch sinh thái Ông Đề thuộc xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, thu hút hàng ngàn du khách đến tham quan thưởng thức món ngon của ba miền. Đây được kỳ vọng là hoạt động kích cầu du lịch góp phần thúc đẩy kinh tế du lịch địa phương miền Tây Nam Bộ phát triển mạnh mẽ. Đồng thời lễ hội cũng góp phần giữ gìn nét đẹp của văn hóa ẩm thực quê hương từ những món ăn truyền thống, phát huy tính sáng tạo mới lạ trong khâu chế biến cũng như nguyên liệu của những món ăn hiện đại ngày nay. Lễ hội diễn ra từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10, từ 9 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Trong những ngày này, du khách đến sẽ được xem không gian văn hóa ẩm thực, thưởng thức các món ăn ngon, xem trình diễn món ăn của các nghệ nhân, đầu bếp chuyên nghiệp. Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra các cuộc thi, gian hàng đẹp, thì các món bánh và chè ngon xưa và nay, thì các món ăn ngon. Lễ hội có quy mô hàng trăm gian hàng với hơn 1.000 món ăn, thức uống xưa và nay. Các món ngon xưa và nay dự kiến sẽ đến từ mọi miền đất nước, từ các loại bánh dân gian Nam Bộ như bánh tét, bánh ú, nước tro, lá tre, bánh ít trần, bánh dừa, bánh canh vịt sim, bánh hỏi, bánh lá mơ. Ngoài ra còn có các món ăn hiện đại đến từ mọi miền như là bún mắm nêm Đà Nẵng, mì Quảng, bún bò Huế. Tiếp tục là thông tin liên quan đến thời tiết mà tin nóng vừa cập nhật được. Thưa quý vị, những tháng cuối năm 2022 này thì dự báo Việt Nam tiếp tục phải hứng chịu nhiều loại hình thiên tai khắc nghiệt. Tại Nam Bộ, năm nay là một năm triều cường rất cao, vì thế không loại trừ sẽ tiếp tục có những kỷ lục mới. Ngoài gây ngập úng các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, triều cường cao có thể làm vỡ đê bao, đe dọa các diện tích thủy sản, cây ăn trái, hoa màu, phục vụ thị trường Tết Nguyên đán sắp tới. Và theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Nam Bộ sẽ còn 5 đợt triều cường nữa, và trong đó chú ý nhất là 3 đợt triều cường vào cuối tháng 10, cuối tháng 11 và cuối tháng 12.
Nguy cơ xảy ra ngập úng do triều cường sẽ gần tương đương với đợt đầu tháng 10. Cảnh báo tình trạng ngập có thể diễn ra tại vùng trũng thấp. Một trong những địa phương dự báo sẽ bị ngập nặng sẽ là thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long. Đợt triều cường diễn ra từ thứ 3 đến thứ 5 tuần tới cũng là một trong những đợt triều cường cao của năm. Ghi nhận của phóng viên chúng tôi vào ngày 22 tháng 10, triều cường ở thành phố Cần Thơ bất ngờ dâng lên mức 2,1m, vượt báo động 3 là 0,1m. Khi triều cường vượt báo động 3 đã gây ngập sâu nhiều khu vực nội ô thành phố này, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân địa phương. Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, đây là đợt triều cường có đỉnh triều lên mức cao nhất. Cần chú ý đề phòng trong thời gian triều lên kết hợp với mưa lớn sẽ gây ngập úng trên diện rộng tại các khu vực trũng thấp, vùng nội đô ven sông của thành phố. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ yêu cầu các địa phương tiếp tục triển khai ứng phó triều cường, chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực trọng điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở để sẵn sàng khắc phục khi xảy ra sự cố. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận huyện triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em và học sinh trong tổ chức đưa đón, căn cứ vào dự báo tình hình triều cường, chủ động quyết định phương án để điều tiết thời gian đến trường, tan học, tạm nghỉ cho phù hợp. Xin được chuyển sang tin tức về giao thông. Thưa quý vị, chiều 22 tháng 10, Công an thành phố Di An, tỉnh Bình Dương đã khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ xe tải vượt đèn đỏ tông hàng loạt phương tiện làm một thai phụ tử vong thương tâm. Theo người nhà nạn nhân cho hay, chị này vừa kết hôn được ít ngày, đang trên đường chở con gái riêng đi thăm người em ruột thì gặp nạn. Theo đó, lúc 10 giờ 50 phút trưa ngày 22 tháng 10, xe tải biển số 61H08481 chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng thành phố Dị An đi thành phố Thuận An. Khi đến giao lộ với đường Bùi Thị Xuân thuộc phường Tân Bình, thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương, thì xe tải vượt đèn đỏ, tông vào hai xe máy đang dừng chờ đèn ở phía trước. Trong đó, một người đàn ông ngã ra ngoài nên thoát chết. Chiếc xe máy còn lại do chị Nguyễn Thị Trúc L, 32 tuổi, quê An Giang, đang mang thai tháng thứ 6, điều khiển chở con gái 5 tuổi. Va chạm làm cho hai mẹ con bị xe tải cuốn dưới gầm, người mẹ bị xe tải cán tử vong tại chỗ. Người con gái lọt giữa gầm xe nên may mắn thoát chết. Sau đó, chiếc xe tải tiếp tục lao về phía trước, tông vào một xe tải và một xe máy khác đang băng qua đường. Phương tiện này chỉ chịu dừng lại khi tông vào giải phân cách. Vụ tai nạn liên hoàn làm hai xe máy, hai xe tải nằm ngổn ngang giữa đường. Riêng người đàn ông thoát chết sau đó đã rời khỏi hiện trường, còn tài xế tới công an phường Tân Bình trình diện. Nhận thông tin, công an thành phố Dị An có mặt phối hợp cùng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân. Liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương gây rúng động dư luận thời gian vừa qua. Theo thông tin mà chúng tôi vừa mới cập nhật được, một nạn nhân trong vụ cháy này đã được một công ty bảo hiểm nhân thọ chi trả với số tiền 2,4 tỷ đồng. Với sự chi trả này nhằm phần nào bù đắp mất mát giúp gia đình nạn nhân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Ngày 22 tháng 10, một công ty bảo hiểm nhân thọ hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương cho biết sau khi hoàn tất hồ sơ pháp lý, bổ sung hồ sơ từ phía cơ quan công an, công ty đã tiến hành chi trả số tiền 2,4 tỷ đồng cho gia đình anh NCV, 37 tuổi, ngụ thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Anh V là nạn nhân trong vụ cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú khiến 32 người tử vong. Trước đó, tối ngày 6 tháng 9 đã xảy ra vụ cháy ở quán karaoke An Phú, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, khiến 32 người tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam chủ quán karaoke. Liên quan đến vụ án, ngày 6 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra còn ra quyết định bổ sung, quyết định khởi tố vụ án hình sự thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và khởi tố bị can đối với hai cán bộ công an đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thuận An. Hiện vụ cháy quán karaoke An Phú đang tiếp tục được công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, một người phụ nữ tới cơ quan công an trình báo việc con gái 2 tuổi của người này bất ngờ mất tích lúc rạng sáng khi đang ngủ trên cầu. Công an thành phố Thủ Đức đã nhanh chóng phối hợp lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc cảnh sát phòng cháy chữa cháy tới khu vực rạch Ông Cày, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức để lặn tìm vì nghi cháu bé bị rơi xuống rạch. Diễn biến của vụ việc cụ thể như thế nào, liệu lực lượng chức năng có tìm thấy tung tích bé gái hay không? Mời quý vị cùng theo dõi chi tiết ngay sau đây. Tối ngày 22 tháng 10, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai tìm kiếm một bé gái 2 tuổi. Người nhà trình báo là mất tích lúc rạng sáng. Theo đó, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, chị LAT, 39 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, tới công an trình báo việc con gái của chị là cháu Nguyễn Hoàng Thảo Nhi, 2 tuổi, mất tích. Theo lời khai, chị T cùng hai con là cháu Nhi và cậu con trai 5 tuổi thường xuyên giăng mùng ngủ trên cầu Ông Cày ở phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức. Gần 4 giờ sáng ngày 22 tháng 10, chị T dậy đi mua sữa cho con. Tới khi quay về thì chỉ còn bé trai đang ngủ, bé gái mất tích không rõ, đôi dép vẫn trên cầu.
Công an thành phố Thủ Đức đã phối hợp với lực lượng cứu hộ và cứu nạn thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tới khu vực cầu Ông Cày để lặn tìm vì nghi là cháu bé bị rơi xuống rạch. Đến khoảng 5 giờ sáng ngày 23 tháng 10, khi lực lượng chức năng đang tìm kiếm bé Nhi thì nhận được tin báo từ người dân là thấy một bé gái ngồi khóc một mình trên cầu Ông Cày. Đến kiểm tra, lực lượng chức năng xác nhận chính là bé Nguyễn Hoàng Thảo Nhi. Bé gái sau đó đã được cán bộ chiến sĩ chăm sóc, giữ ấm và đưa về phường. Hiện nguyên nhân của vụ bé gái 2 tuổi mất tích đang được làm rõ. Liên quan đến băng nhóm lái ô tô 7 chỗ đi trộm chó tại Bình Phước gây bức xúc trong dư luận. Sau nhiều ngày lẩn trốn, biết không thể thoát tội nên hiện nay nghi phạm thứ 3 đã ra cơ quan công an đầu thú. Y là Phạm Hồng Anh, 39 tuổi, ngụ huyện Phú Riềng thưa quý vị. Và hiện vụ việc này đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra, xử lý. Trước đó, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 13 tháng 10, trong lúc tuần tra kiểm soát trên tuyến đường DT759 đoạn qua phường Long Phước, thị xã Phước Long, đội cảnh sát giao thông số 3 công an tỉnh Bình Phước phát hiện ô tô 7 chỗ, biển số 93H5763 lưu thông theo hướng xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng đi thị xã Phước Long có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Lúc này tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác đã đề nghị công an huyện Phú Riềng và công an xã Long Hưng phối hợp truy bắt. Sau hơn 10 km truy đuổi, khi đến khu vực thuộc thôn 8 xã Long Hưng huyện Phú Riềng thì chiếc xe bất ngờ dừng lại. Hai nghi phạm mở cửa xe bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng bắt giữ. Qua kiểm tra trên xe ô tô, lực lượng phát hiện thu giữ 6 con chó nặng 82,4 kg, một súng bắn điện tự chế, một tên bắn điện kèm dây điện, bình ắc quy, bình xịt hơi cay, biển số ô tô và nhiều tang vật liên quan phục vụ cho hành vi trộm chó. Tại cơ quan công an, hai nghi phạm khai nhận tên là Nguyễn Văn Ngọc, 40 tuổi và Lê Văn Phụng, 22 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Phước. Sau 8 ngày lẩn trốn, Phạm Hồng Anh biết không thể trốn thoát nên đã đến cơ quan công an đầu thú. Bước đầu, anh khai nhận trước đó đã cùng hai đồng phạm chạy xe ô tô gắn biển số giả đi trộm chó trên địa bàn các huyện Phú Riềng và thị xã Phước Long. Sau khi đã bắt trộm được hàng chục con chó, Hồng Anh xuống xe và mang đi tiêu thụ ở thị xã Phước Long. Còn Ngọc và Phụng tiếp tục chạy xe đến đường DT759 thì bị cảnh sát giao thông truy đuổi, bắt giữ cùng số tang vật còn lại. Biết đồng bọn bị bắt, Hồng Anh đã nhanh chóng bỏ trốn. Tuy nhiên sau khi được cơ quan chức năng vận động, biết không thể thoát tội, đến ngày 21 tháng 10, nghi phạm này đã ra cơ quan công an đầu thú. Về vụ cướp táo tợn trong nhà chủ tịch một huyện ở Đắk Lắk, theo thông tin mới nhất mà Tin Nóng vừa cập nhật, thì cơ quan điều tra hiện đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Trương Công Việt, 25 tuổi, ngụ xã Ea Tam, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi che giấu tội phạm. Được biết rằng là Việt đã có hành vi mang tiền mà Phạm Minh Cường cướp trong nhà chủ tịch huyện đi trùng giấu. Trước đó, công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Giáp, 28 tuổi, trú thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Phạm Minh Cường, 28 tuổi, trú thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk và Trần Vương Trọng Nghĩa, 27 tuổi, ngụ huyện Cư Sút, tỉnh Đắk Nông để điều tra cùng về hành vi cướp tài sản. Được biết, sau nhiều ngày theo dõi quy luật sinh hoạt của gia đình, sáng ngày 14 tháng 10, các đối tượng đã thuê ô tô từ thành phố Buôn Ma Thuột đến nhà ông VVM, chủ tịch Ủy ban Nhân dân một huyện tại Đắk Lắk ở phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ. Tại đây, Cường ở lại trong ô tô chờ sẵn, còn Giáp và Nghĩa đột nhập vào nhà tháo hệ thống camera an ninh và dùng roi điện, bình xịt hơi cay, khống chế vợ ông M để cướp tài sản. Sau đó, các đối tượng dùng băng keo để trói chân và tay của vợ ông M, rồi tẩu thoát ra ngoài, chia nhau tài sản vừa cướp. Quá trình điều tra, công an xác định mặc dù biết phần tài sản chi cho Cường là do phạm tội mà có, nhưng Trương Công Việt vẫn giúp Cường mang vào rẫy cà phê chôn giấu. Theo cơ quan công an, Cường có một tiền án 15 năm tù giam về tội giết người, Giáp và Nghĩa mỗi người có 4 tiền án, cùng về tội cướp tài sản, vì có một tiền án về tội hiếp dâm trẻ em. Thưa quý vị, như quý vị cũng đã biết, các thanh chắn đường tàu có chức năng đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Thế nhưng mới đây, một thanh chắn đường sắt tại Phú Xuyên, Hà Nội đã suýt gây tai nạn cho người đi đường. Cụ thể như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Theo clip, tại một nút giao giữa đường sắt và đường bộ, nhiều người đang đứng chờ tàu đi qua. Khi đoàn tàu đi qua, thanh chắn được nhấc lên, các xe máy lần lượt di chuyển. Thế nhưng thanh barrier khi vừa tự động nhấc lên bỗng lại hạ xuống, gạt trúng vào một gia đình 3 người trên xe máy. Người ngồi sau bị gạt ngửa ra sau.
Tiếp theo là clip về một vụ dàn cảnh của một nhóm đối tượng giở trò đánh lạc hướng chú ý của một người bảo vệ để trộm xe SH. Thế nhưng hành vi của bọn chúng đã bất thành vì người bảo vệ đã có sự cảnh giác cao độ. Đúng là đào chích gặp phải cao thủ rồi. Quý vị cùng xem và học hỏi người bảo vệ này để cảnh giác hơn nhé. Theo đó, một nhóm gồm 3 người đàn ông nghi dàn cảnh để trộm xe máy tại cửa hàng BNG Nest ở Biên Hòa, Đồng Nai. Nhóm đối tượng này nhắm đến chiếc xe hiệu SH đắt tiền để bên ngoài, nên một người vào giờ hỏi chuyện người bảo vệ, một người ngồi xe máy cảnh giới bên ngoài và một tên khác áp sát vào chiếc SH tính bẻ khóa. Tuy nhiên, người bảo vệ tại cửa hàng này đã cảnh giác ngăn chặn kịp thời. Và cũng liên quan đến trộm cắp là một vụ việc xảy ra tại khu vực Tân Chánh Hiệp, quận 12. Chỉ cần một bất cẩn nhỏ trong việc trông coi nhà cửa là hai tên đạo chích trong clip sau đã có cơ hội đột nhập cưỡm tài sản ngay giữa ban ngày. Thấy nhà một người dân mở cửa, phía trước không có người trông coi, hai đối tượng nam chạy xe máy dừng lại. Một người ngồi ngoài xe đợi cảnh giới, đối tượng ngồi sau đi vào. Sau khi quan sát động tĩnh, hắn vào lấy trộm một số đồ dùng, máy móc lặt vặt đem ra đưa đồng bọn. Điều đáng nói, mặc dù tên trộm ra vào thường xuyên, nhưng gia chủ không hề hay biết. Nếu như có dịp về Cù Lao Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, hỏi thăm đội dặm vá cầu đường của anh Trần Minh Trung, không người dân nào là không biết cả. Hơn 15 năm vừa qua, từ việc làm tử tế của cả đội, rất nhiều cây cầu đã được xây dựng và nhiều đoạn đường đã được vá lành, khoác cho giao thông quê hương diện mạo mới. Và hôm nay, câu chuyện về những con người đã dành cả thanh xuân để vá đường, xây cầu nối nhịp bờ vui cho những miệt xa ở vùng quê sông nước của xứ Tây Đô sẽ chính là điều mà Nét Đẹp Đời Thường muốn kể với quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi. Cầu này là một là hẹp, ta đi qua lại chở mặn, chở hàng hóa đó. Bây giờ chở ngang cái bắt đầu nó bật nữa, nó bà con ta té hoài hả. Mình thấy như vậy mà cái cầu này bức xúc, cái cầu này mình mới mở rộng cái cầu này. Hiện tại như cầu này đó là tính ra kinh phí là gần 60 triệu đó. Mà bà con là tình nguyện không, trong đội thì đi làm mướn hay là làm các tình bạn khác vậy đó. Đang đem tiền về làm cái cầu này. Nếu mình mở cái cầu này ra, mở rộng ra mà hạ thấp xuống là 10 người ta đi ngang ta rất hăng quan. Tại vì cái cầu nó rất là nguy hiểm mà mình hạ thấp mà mở rộng nữa là rất là ngon lành. Hàng trăm cây cầu lớn nhỏ ở khắp Cù Lao Tân Lộc đã được nối nhịp bờ vui như thế này nhờ anh Trần Minh Trung và đồng đội của mình. Bén duyên với công việc vá đường, xây cầu từ thiện từ thuở đôi mươi, chàng trai trẻ luôn giữ nguyên tâm niệm suốt 15 năm qua là giúp đỡ người dân đi lại được thuận tiện. Nếu như khởi đầu, anh Trung chỉ có một mình, giờ đội của anh đã có hơn 40 thành viên. Họ là những người nông dân, những cụ già, thanh niên có chung nguyện vọng giúp ích cho cộng đồng xã hội. Hồi mấy nè, có 10 năm đầu là mình, hồi đó mình làm đâu có tiền, đâu bà con đâu có ai tin tưởng. Rồi mới mình chỉ xuất tiền túi nhà đó, lấy ra cũng như mình một là có nuôi bò, có kinh phí ở nhà đó. Mình mua một bữa đâu ba xi măng cái mình giá. Rồi có đi làm mướn người ta cái mình giá mình cái ổ gà thì cái có ai cho, tại mới chưa có bà con ta chưa có hòa đồng với mình. Rồi sau ta thấy cái việc làm có ý nghĩa ta mới cho, chứ mới là mình xuất tiền túi nhà không à. Nhưng mà không có nể gì vấn đề cực khổ, mà không có nể gì vấn đề nắng nôi hết, cỡ nào anh Trung làm cũng được hết. Có đôi khi một mình anh chở một bao đá, bao cát, lắp những cái lỗ ổ gà bự cho bà con người ta chạy. Cái điều này là rất là không phải nói thiệt, thấy giấy là rất là quan minh. Và mình thấy chú Trung làm cầu lộ với cầu đó, với mình làm tiếp cho chú Trung, cho bà con người ta đi. Cũng làm mình thấy buồn, bây giờ mình làm lại vui đó, ở nhà bữa nào cũng sắp xếp rồi mình đi làm à. Là con út trong gia đình có 4 người con, anh Trung phải nghỉ học từ năm lớp 6. Để phục vụ công việc, anh tự mày mò, học hỏi kỹ thuật xây dựng cơ bản. Còn đồ nghề, kinh phí hoạt động của cả đội được sự giúp đỡ từ người dân và các mạnh thường quân. Đôi khi có những công trình, các thành viên phải chia nhau đi làm thuê, làm mướn, kiếm tiền, rồi hùn lại để hoàn thiện cho bằng được. Một năm là mình làm xuyên suốt luôn, chứ nói chung một tháng là 30 ngày là mình làm hết trơn đó. Nhưng mà có cái không có hết nhớ nổi hết nổi, tại vì ngày nào mình cũng làm hết trơn á. Ngày nay giá đây chứ ngày mai giá trên Long Châu hay là những cái tỉnh bạn khác người ta kêu nữa, hay là ở đây chứ ngày mai chỗ khác nữa, tại vì ngày nào mình cũng làm hết trơn á, mà không có nhớ nổi hết cái công việc mình làm đâu.
tiếng lành đồn xa. Bây giờ ngoài Cù Lao Tân Lộc, người dân ở các tỉnh lân cận cũng thường gọi điện đặt hàng đội của anh Trung đi xây cầu vá đường. Chàng trai trẻ cứ thế cùng đồng đội miệt mài đi khắp các nẻo đường làm chuyện bao đồng để đem lại sự an toàn giao thông cho quê hương. Cảm ơn quý vị đã ngồi lại đến phút cuối của chương trình để theo dõi bản tin nóng 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, thời lượng chương trình ngày hôm nay đến đây cũng xin phép được kết thúc. Hải Vân và Quang Huy rất tiếc khi phải nói lời chào tạm biệt tại đây. Và bản tin này sẽ quay trở lại vào ngày mai để chia sẻ đến với tất cả quý vị những thông tin nóng nhất, mới nhất. Còn bây giờ thì chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.